Xin kính chào quý vị. Sau đây mời quý vị theo dõi phần bình luận với tựa đề Thêm công an vào Bộ Chính trị. Bài viết do Người Buông Gió biên soạn, Quang Chương trình bày. Thưa quý vị, cựu giám đốc công an tỉnh Nghệ An đó là Phan Đình Trạc, từng tốt nghiệp trường đại học An Ninh. Năm 2013, Trạc được đích thân Nguyễn Phú Trọng gọi từ Nghệ An ra Hà Nội để nhận chức Phó Ban Nội chính Trung ương, phụ tá cho Nguyễn Bá Thanh. Không mấy ai nghĩ rằng đang đương chức bí thư một tỉnh lớn về làm phó ban như vậy, Trạc còn có tương lai đi tiếp. Tuy nhiên dường như Nguyễn Phú Trọng đã cân nhắc con đường xây dựng quyền lực của Trọng trong những năm sau đó. Không thể không có những tay chân xuất thân từ công an hoặc là an ninh. Vì thế, sau đại hội đảng khóa 12 thì Trọng cất nhắc Trạc lên làm trưởng ban nội chính Trung ương. Để rồi chỉ năm sau đó nữa thì chính Trọng lại đưa Phan Đình Trạc vào ban bí thư. Trọng đã không chỉ đưa Trạc vào làm thành viên của ban bí thư để tăng cường thêm tay chân của mình trong ban quyền lực nhất của đảng này. Mục đích của Trọng còn sâu xa hơn, đó là tạo bước đệm cho Trạc vào Bộ Chính trị, nơi vừa khuyết mất đi một vị trí do Đinh La Thăng bỏ lại và một vị trí nữa sắp trống do Đinh Thế Huynh để lại. Thường trực ban bí thư Đinh Thế Huynh bỗng nhiên bị mắc một căn bệnh kỳ lạ trước thềm hội nghị Trung ương năm, một hội nghị quan trọng sẽ trút phế người đồng hương thân thiết của ông là Đinh La Thăng. Cũng kỳ lạ hơn nữa, đó là chưa biết bệnh tình của ông Huynh sẽ ra sao. Nguyễn Phú Trọng như biết trước nên đã đẩy gấp đàn em Trần Quốc Vượng của mình vào thế chỗ dưới sự đồng lõa của Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương và cũng từng là một tướng công an. Vì sao Chính nhanh chóng đồng lõa với lại Trọng để cho Vượng lên thay Đinh Thế Huynh? Tất cả là vì lợi ích, đó là sân bay Long Thành, một món lợi lớn mà Chính đang trông đợi. Những gì béo bở ở dự án vĩ đại này sẽ vào tay Vũ Văn Tiền, tức là Tiền Còi, người đồng hương của Trần Quốc Vượng. Và nếu Vượng làm thường trực ban bí thư, thì dự án này sẽ được ủng hộ lớn và nhanh chóng được Quốc hội thông qua. Sự thật diễn ra đúng như vậy. Tại buổi họp Quốc hội thì Phạm Minh Chính lớn tiếng đòi phải giành được để xây dựng sân bay Long Thành, kể cả phải tiết kiệm ngân sách, và Trần Quốc Vượng phát biểu tán đồng. Dự án được thông qua một cách nhanh chóng. Ai cũng biết Tiền Còi sẽ đưa nhà thầu của Trung Cộng vào dự án trọng điểm về chính trị an ninh này của Việt Nam. Chuyện này Tiền Còi công khai trên báo chí trước đó cho rằng y sẽ mời nhà thầu của Trung Cộng hợp tác xây dựng sân bay Long Thành. Và lúc đó dư luận báo chí phản đối, nhưng khi Phạm Minh Chính và Trần Quốc Vượng công khai ra mặt ủng hộ thì không còn báo chí nào dám khơi lại chuyện Tiền Còi bắt tay với lại nhà thầu của Trung Cộng nữa. Vì thế, sẽ không có gì ngạc nhiên khi mà Nguyễn Phú Trọng khi tiếp xúc với lại Tập Cận Bình đã đưa cặp Phạm Minh Chính, Trần Quốc Vượng ra mắt ông chủ thực sự của Việt Nam với họ Tập. Và thưa quý vị, tiền, dự án, đỡ đầu chính trị là tất cả những gì đang diễn ra trong giới lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay. Và cũng đó, có những tài phiệt đứng đằng sau như là Vũ Văn Tiền, có ngoại bang như là Tập Cận Bình và có bè lũ thao túng chính trường vì những mục đích trên. Nguyễn Phú Trọng được lợi gì ở vụ này? Y đưa được tay chân của y, đó là Trần Quốc Vượng nắm ban bí thư, Phạm Minh Chính được Tiền Còi cắt phần là dự án Long Thành và sự nhìn nhận của ông chủ Tập, có thêm đồng minh Trần Quốc Vượng. Còn Vượng được lên chức dễ như sơ trà, lại thêm phần đồng hương Tiền Còi sẽ chia từ dự án của Long Thành. Tuy nhiên, Trọng còn có lợi, đó là đưa thêm được tay chân nữa của mình, đó là Phan Đình Trạc vào ban bí thư, làm bàn đạp để nhăm nhe xếp tiếp cho Trạc chức chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, thì lúc đó đương nhiên Trạc sẽ thành ủy viên của Bộ Chính trị. Trong ván bài nhân sự này thì Trọng chỉ cần đưa người của mình vào nắm các vị trí quan trọng trong đảng để củng cố vị trí của mình, để thỏa mãn sự háo danh. Và y không cần tiền, bởi như Trịnh Xuân Thanh từng nói, nếu mỗi năm một lần một ủy viên Trung ương gặp Nguyễn Phú Trọng với phong bì nhẹ nhất ở Hậu Giang, đó là 10.000 Mỹ Kim, thì với 200 ủy viên Trung ương, chỉ cần một nửa con số đó, thì Trọng đã có mỗi năm 1 triệu Mỹ Kim tiền biếu vặt mà không cần phải dính dáng đến dự án lớn nào. Thâm hiểm nhất là để cho việc sắp xếp tay chân của mình vào các vị trí then chốt êm ấm. Trọng không ngừng việc liên tục đẩy những người khác vào thế khó, như là bị thanh tra, kiểm tra, khiến cho họ phải bận tâm lo cho bản thân mà không dám đụng đến chuyện Trọng sắp đặt nhân sự. Trong những ngày cuối năm 2017, thì Nguyễn Phú Trọng đã sai ban bí thư thành lập đoàn thanh tra để buộc Nguyễn Xuân Phúc đã nhiều việc lại phải chuốc thêm lo lắng đối phó.
sa thải được Khuynh, hạ bệ được Thăng, khuất phục được Quang. Giờ đây thì Trọng chỉ còn dìm đầu Nguyễn Xuân Phúc xuống vị trí nô tỳ mà trước đây Phúc hầu cho Trọng như vậy. Cuối cùng của năm 2017, khi mà tung đoàn kiểm tra của ban bí thư nhằm vào Nguyễn Xuân Phúc, khiến cho Phúc phải khốn đốn đối phó, thì bộ ba Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng, Phan Minh Chính sắp xếp cho Phan Đình Trạc sang Trung Cộng để ra mắt các ông chủ chính của Việt Nam nhân dịp Trung Cộng tổ chức họp mặt các đảng độc tài của các nước. Trong chuyến đi sang Trung Cộng này thì đại diện của Đảng Cộng sản Việt Nam, Trạc đã đi sớm để có thời gian được các ông chủ Trung Cộng dạy bảo và phổ biến những việc phải làm khi mà thành chủ nhiệm kiểm tra Trung ương. Trạc gặp gỡ với lại phó chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra của Đảng Cộng sản Trung Cộng Dương Hiếu Độ và các ban ngành về kiểm tra chống tham nhũng, v.v. Chắc hẳn Phan Đình Trạc sau chuyến đi Trung Cộng này đã học hỏi được kinh nghiệm như được sự chấp thuận của Trung Cộng. Đến năm 2018, vào hội nghị Trung ương nào đó thì Trạc sẽ được giới thiệu vào chức chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Trung ương và vào Bộ Chính trị. Trần Quốc Vượng sẽ chính thức giữ chức thường trực ban bí thư thay cho Đinh Thế Huynh từ giả chính trường. Sự lớn mạnh của Trần Quốc Vượng, Phạm Minh Chính dưới sự bảo trợ của Nguyễn Phú Trọng đã khiến cho những sân sau của Nguyễn Xuân Phúc phải dè chừng hoạt động kín đáo hơn, chẳng hạn như là Đặng Văn Thành, Trần Công Tấn, Vũ Trí Hùng, Thần Đức Nam, v.v. Thưa quý vị, liệu với bản chất thủ đoạn lúc có thể nhún nhường quỵ lụy, lúc khác có thể mạnh mẽ đứng lên để tuyên bố cần thanh tra, kỷ luật cấp trên của mình và một đội ngũ hùng hậu các đại gia đứng đằng sau và sự ủng hộ của nhiều tỉnh thành, thì Nguyễn Xuân Phúc có chịu để cho phe Nguyễn Phú Trọng tước dần quyền lực và thành một thủ tướng bù nhìn diễn vai hề cho thiên hạ hay là không? Chúng ta phải chờ xem và chờ thêm thời gian nữa khi mà Phan Đình Trạc, một tay từng là đại tá công an, được Trọng tăng cường vào Bộ Chính trị. Thưa quý vị, vừa rồi là phần bình luận với tựa đề Thêm công an vào Bộ Chính trị, bài viết do Người Buôn Gió biên soạn, Quang Chương trình bày. Cảm ơn quý vị rất nhiều đã theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào phần bình luận lần tới. Xin kính chào.